có ngày tháng bẻ cho rồi đó mà nói chậm. Của chú là 8.500 đó mà ba, cuối cùng bây giờ nó vô sụt sụt nó bớt cũng có 500 nữa kìa. Dạ. Rồi rồi, dưa number 1 1389 nha quý vị. Cái nào kia nó còn còn lông eo không? Nó còn lông eo không? Nó dạ. Có lông còn trên trên dưới không sao? Dạ, đây nè. Đó. Lông này nó có cuốn á. Dạ. Nhìn tám chắc thôi chú. Mấy cái này ra sao? Trời trái cục gì dài dài cũng quay dài dài thôi. Ô trời. Dạ. Nhìn mê quá chú ơi. Nói chậm như vậy là quá đẹp rồi đó chú. Chú không có ớt cái nụ nữa con. Dạ chú này dễ đâu trái nha chú ha. Dạ. Trời mẹ mày mình tới rồi, trời mày tới đâu tới đây. Vậy con thấy nó nằm trong cỏ như trong cái bành bành không kìa đó. Dạ. Mày vụ tới trồng lại nha chú. Dạ. Dạ. Trời, con đi ngang con nhìn thấy mê quá trời luôn á. Nãy con tính đi xuống dưới kia rồi cái con nó để ghé xuống trước đi. Để nó dài dài con muốn cụp, con muốn coi cho con cụp sao con dạ. Dạ con cảm ơn chú. 8.000 hả chú? Giờ 8.000 đồng một ký hả? Hả? Giờ 8.000 đồng một ký hả chú? Sao à? Giờ 8.000 đồng một ký hả chú? Ừ. Của chú là 8.500 á, nó, dạ. Nó lấy tiền cọc rồi đó, 8.500 mà bây giờ nó vừa sụt nó bớt của chú 500 á. Dạ. Ôi, lần đầu tiên chồng giống là number one ha. À? Lần đầu tiên chú chồng giống là number one mà đẹp quá chừng. À, vô chú đồng cái đám dưa này nói chung là ai cũng đi ngang phải dòm á chứ. Dạ. Nãy con đi con thấy mấy anh kia dòm ngang cái dưa của chú. Rất là bị luôn á con. Dạ. Trái này có. Cái bị rồi luôn đó. Cái này hàng cơi không đó chú? Hả? Cái này là dưa hàng cơi không á? Ờ ờ. Bên cạnh đó công ty có phân phối một số loại thuốc khá là hiệu quả dành cho cây trồng cũng như cho dưa bầu bí, quý bà con có thể tham khảo ở dưới phần miêu tả video.